Hành trình theo nghề ô tô để lập nghiệp không hề dễ dàng. Nó phải đối mặt với vô vàn khó khăn, từ những kiến thức chuyên môn còn hạn chế đến những áp lực về kinh tế, tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề và sự quyết tâm, tôi đã vượt qua tất cả để có thành công như ngày hôm nay. Ngồi lại đây và nghe tôi kể lại hành trình lập nghiệp của tôi nhé. Hành trình bắt đầu từ niềm đam mê với ô tô ngay từ khi còn nhỏ, thích ngắm nhìn những chiếc xe hơi với vẻ ngoài mạnh mẽ, sang trọng và cảm giác lái tuyệt vời. Nhà không khá giả là bao, nhưng với niềm đam mê mãnh liệt, tôi từ chàng trai tỉnh lẻ đến với VATC quyết tâm theo đuổi ước mơ và quyết tâm thay đổi số phận. Nhớ cái ngày khai giảng, nhìn xung quanh chẳng mấy ai thân. Anh em từ mọi miền đất nước về đây để cùng đi chung trên con đường đam mê. Tôi chọn VATC là nơi bắt đầu, sở dĩ không chỉ được giảng dạy thực tế với những công nghệ tiên tiến, mà còn bởi những người anh em chung lớp thân thiện, đoàn kết như thế này. Những ngày học lý thuyết miệt mài, khó lắm chứ, nhưng vẫn cố gắng vì đam mê còn đó và cả sự nghiệp đang chờ phía trước. Từ xa lạ dần trở nên thân thiết, những người bạn chung lớp trở thành anh em, luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Còn những giờ thực hành, đây là lần đầu tôi tiếp xúc trực tiếp với từng động cơ máy, từng mạch điện, lần đầu cảm nhận niềm vui khi chinh phục những bàn bệnh khó. Dĩ nhiên, không thiếu những người anh em cùng lớp vẫn giúp đỡ nhau, cùng nhau học thêm kiến thức mới và tích thêm nhiều kinh nghiệm. Hai ba đi. Rồi đã nổi nha anh em, chúc mừng rồi, cho bạn tay nào ok này, lên giao chơi luôn ha. Rồi bây giờ thành quả của nhóm Sang và những người bạn. Rồi chuẩn bị sẵn sàng. Chạy chấp trực tiếp đi thầy. Okay, okay. Rồi nhóm của Thanh này một cái ba, đây nữa ok. Rồi có thành quả của nhóm mình chính nha, lần này lần cuối cùng, cố lên, một hai ba đi. Rồi, tiếp tục nhóm của Giang Đông và những đồng đội coi thứ nữa được không ạ? Rồi. Coi thành quả của nhóm cuối cùng đã xuyên chưa làm việc nè. Và anh em cùng coi anh Hùng với anh em có thành công nha. Rồi, đi. Rồi, nổ ok ha. Dăm nhẹ nơi chơi cho tới nay, lấy cho tôi cái micro tôi ca một bài. Nhạc lên cha 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 mấy anh khoai. Khoai dứt âu lo khi sang một bên ăn ly lên nào. Đến ngày thi cuối khóa, tôi vừa vui vừa bồi hồi xúc động. Vui vì đã trang bị kiến thức và kinh nghiệm để làm hành trang trên con đường sự nghiệp tương lai. Xúc động vì hôm ấy là ngày cuối cùng được học tập tại VATC, được sinh hoạt cùng những người anh em thân thiết. Khi chúng ta đạt được những thành công nhất định, hay đơn giản là trở thành một người thợ giỏi vững tay nghề, đôi lúc chúng ta sẽ nhớ về những kỷ niệm, những khó khăn mà bản thân đã từng trải trong quá khứ như thế nào. Bên cạnh đó, chúng ta mới nhận thấy rằng việc lựa chọn nghề và môi trường học tập để theo đuổi nghề, theo đuổi đam mê của bản thân là một trong những yếu tố quyết định nên sự thành công ngày hôm nay. Chúc cho anh em luôn vững tin, kiên trì và nhẫn nại để gặt hái thành công. Hẹn anh em vào một ngày không xa,
Xin chào và tạm biệt.